Chào tất cả các em đã đến với kênh Bim Bim. Các em có thích các đồ vật trong Minecraft không nhỉ? Hôm nay anh Bim sẽ vẽ cây cúp Minecraft cho các em xem nhé. Nào, bây giờ chúng ta cùng bắt đầu thôi.
xem kiếm mặt rồi em. Đã xong rồi các em ơi. Nếu các em thích hãy like và đăng ký kênh Bim Bim để đón xem những bức hình khác không kém phần hấp dẫn hơn nhé. Tạm biệt các em, bye bye.